Nông cứ thành định thuận hạnh. Đắc song đắc nông xin kính chào toàn thể bà con ạ. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 2020. Cửa hàng sẽ báo giá cho bà con nô máy 10 con. Đa phần những dòng máy hệ nhỉ. Toàn các siêu phẩm thôi ạ. Đến từ nhiều thương hiệu ạ. Eptin, Echo, Maru, Tanaka, Shinawa. Hôm nay rất nhiều máy hệ nhỉ. Các con nào đặt mua máy thì sẽ liên hệ đến số 0973164668. Em sẽ quay, bác nào mua máy em sẽ quay về chi tiết từng video một để gửi nhé. Con nào kết con này em quay video con đấy, gửi riêng cho video con đấy ạ. Đầu tiên là con số 1 ạ. Một siêu phẩm ạ. Mới tinh. Máy này gần như là máy trong thùng ra luôn ạ. Bên Nhật thì nó ra xong là xài là bỏ đi. Đẹp không tì vết. Giống là như máy thùng luôn ạ. Bình xăng còn trắng tinh ạ. Cần chưa có sửa một vết xước nào luôn ạ. Cái con này hôm qua em cũng chưa xúc chế, nói chung về nhìn nó mới quá, thử bội ổ xăng và giật nổ đó, là bỏ vào giật nổ đó là rửa hết là cho đến đặc luôn đấy ạ. Vâng, con số 1 ạ. Con số 1 có giá là 1.3 triệu anh ạ, tại vì con này nó quá mới nên em bán 1.3 triệu. 1.3 triệu con số 1. Con này nòng 30 nhá. Vâng, tiếp tới là con số 2 ạ. Mang thương hiệu Tanaka. Con này cũ hơn con số 1 tị đi thôi ạ. Nhưng mà nòng lại to hơn nhá. Con này nòng 32 ly nhá. 23cc. Con số 2 1.250.000. Cũng còn tương đối mới mà nòng 23cc mà có giá đấy là quá hợp lý ạ. Cái nồ máy này các bác chút trận cũng không còn đâu. Rồi, con số 3. Một siêu phẩm mang tên Maru Zangma. Maru ạ. Trắng tinh hình thịnh. Da mịn. Chế 2 kim luôn. Con này 24cc nhá. Nằm tầm 33, 32, 33 đấy. Con số 3 có giá là 1.6 triệu ạ. E3. Các bác nào đặt hàng thì nhớ báo là con E3 hoặc E4 nhá, cho bọn em nó dễ biết, dễ phân biệt ạ. Một con siêu phẩm Maru Zangma E3 có giá 1.6 triệu. Tiếp tới lại một siêu phẩm nữa. Hôm nay toàn siêu phẩm nữa. Cũng Maru Zangma 26cc. Bình xăng trắng bóc luôn ạ. Cũng chế 2 kim. Ba cái dòng này xài rất ổn định ý. Là trắng mịn luôn. Ui, con này thì kết bộ tay ga này. Bộ tay ga quá đỉnh nhỉ. Có điều chỉnh, ví dụ các bác nửa ga thì các bác bấm như vậy. Còn lên như thế này là bóp ga không tác dụng này. Đó, hết, nửa ga hết. Bộ tay ga quá đỉnh nhỉ, quá chất ạ. Tem mát còn nguyên luôn. Phát nhiều không phát ít. Các bác nhìn cái tem mát, chưa có một vết xước đâu cả. Một siêu phẩm cho Maru Zangma. Con E4 có giá 1.8 triệu nhỉ con. Và tiếp theo là con số 5. Kyurit Echo. Con này 26 Echo này.
Echo 260, 26cc, nặng 34 ly ạ. Có giá là con E5 này có giá là 1.800.000 nha bà con. 1.800.000 con Echo 260. Vâng, tiếp tới là con số 6 E6. Con S-Tin FS24 chế 2 kim. Tương đối sắc sảo. Da cũng trắng. Da mịn như da bé vậy ạ. Tay ga làm rất đặc dị ạ. Tem mác còn nguyên. Con E6 này có giá là 1.600.000 cho em F-Tin FS24. Rồi bây giờ là đến con số 7. Một em Mitsubishi TB nha. Em này thì cũng có nhiều khách gọi cho em lắm rồi. Thời gian này em cũng bận. Lâu lâu em mới làm con nọ con kia thì bà con nào mà không chưa mua được máy thì bà con thông cảm nhé. Cái video tiếp theo, một siêu phẩm mang tên TB, Mitsubishi TB 23. Con nào mới con nào cũng đẹp. Chế 2 kim Mitsubishi TB 23. Em số E7 có giá là 1.900.000 nhé. Tiếp theo là hai em S8 và S9 đến từ nhãn hiệu Sinyawa. Chế 2 kim này. Còn nào cũng là mới lắm ạ. Hôm nay toàn siêu phẩm. Mình sang mới tin. Còn S8 này có giá là 1.900.000 nhé. Đây là 6cc. Còn con E9 này cũng có mang thương hiệu Sinyawa, đến từ thương hiệu Sinyawa. 270, 27cc. Đó. Còn lại qua chất 70. E9 1.900.000. Tháng này rất ổn định ạ. Sinh nhau qua mà cái đời mà chế ngang như vậy, chế hai kim như vậy, ổn định lắm đấy ạ. Khỏe. Và số 10 con cuối cùng cũng mang thương hiệu Mitsubishi TB33 nha bà con. Bà con nào mà muốn phát cước, phát đủ kiểu, phát khỏe, nhiều rẫy thì các bác nên chơi những con to như vậy nhá. Con này Mitsubishi 33cc cũng nòng 36 ly nhá. Quả mới lắm ạ. Hôm nay cũng toàn siêu phẩm. Cái hàng này em cũng không có nhiều đâu ạ. Nào chốt ưng em nó rồi đặt thì đặt nhanh ạ. Cái hàng này không có nhiều. Và con số 10 của em Mitsubishi TB33 có giá là 3.250.000 ạ. Còn bác nào kết em nào ấy thì sẽ gọi điện thoại kết bạn Zalo tới số 0973164668 ạ. Hình thức mua bán bên em như thế này, bác nào mà chốt em nào thì đặt cọc cho 100.000 ạ. Theo hình thức có tài khoản thì sẽ bán tài khoản, còn bác nào không có tài khoản em sẽ nhận một cái cạc Việt theo 100k. Rồi, 10 con máy, 10 con siêu phẩm. Con số 1 có giá 1.300.000. Con số 2
1.250.000 túi Canada. Hai siêu phẩm, một tiếp tục là hai siêu phẩm đến từ Marujangma. Và số 3 1.6. Và số 4 1.8. Và số 5 1.8. Và số 6 là 1.6 Active. Đến từ thương hiệu Isuzu TV23 1.9. Hai thương hiệu Shinagawa S260 và S270 và giá 1.9. Và cuối cùng là con TB33 và giá là 3.250.000. Video tại đây ạ. Xin kính chào toàn thể bà con.